Khi tham gia cuộc họp trên Google Meet, nếu chủ sở hữu và người tham gia cùng tài khoản thuộc trong một tổ chức, thì người tham gia sẽ tự động vào lớp học khi có được đường link mà không cần phải có sự chấp nhận của người chủ sở hữu. Hoặc người tham gia trong cuộc họp cũng có thể trực tiếp vào lớp học nếu như người chủ sở hữu mời người tham gia dưới dạng là gõ trực tiếp địa chỉ email của họ trong danh sách được mời. Tuy nhiên đối với những cái người học á, mà các cái lớp học có sự tham gia của những cái người ngoài tổ chức, ngoài doanh nghiệp hoặc là họ sử dụng các cái dạng Gmail cá nhân thông thường thì khi đó chúng ta sẽ thường thấy xuất hiện thêm một cái thông báo yêu có chấp nhận cho cái người đó vào học không. Và nếu như trong một cái lớp học mà có số lượng học viên quá nhiều, việc nhấn nút chấp nhận này cũng sẽ mất thời gian, chứ kể đến việc là học sinh thì vào muộn, mà trong khi giáo viên thì đang giảng bài, điều này sẽ khá bất tiện cho giáo viên phải quay ngược ra và nhấn nút chấp nhận, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của bài giảng. Vậy trong những tình huống như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm một cái công cụ mở rộng miễn phí để chúng ta có thể tự động chấp nhận học sinh vào lớp. Vậy thì cái tiện ích mà mình nói đến ở đây chính là cái tiện ích là Auto Admins for Google Meet. Vậy để cài tiện ích này thì bạn sẽ vào thực hiện như sau. Bạn sẽ vào trình duyệt web gõ từ khóa là Extension Google. Mình nhấn vào tùy chọn Extension. Tại chỗ phần này mình sẽ gõ từ khóa là Auto Admit for Google Meet. Nếu như bạn không tìm thấy kết quả thì chúng ta có thể nhấn vào phần More Extension để chúng ta tìm. Đây, đây chính là tiện ích đó. Tại đây thì mình sẽ cài đặt, nhấn vào Add to Chrome và nhấn vào thêm tiện ích. Quá trình cài đặt đã diễn ra thành công, chúng ta sẽ nhấn vào phần biểu tượng này, sau đó chúng ta chọn cố định cái tiện ích lên giao diện. Bây giờ mình sẽ thực hiện test thử. Đây, mình sẽ tạo cuộc họp trước. Nhấn vào tham gia. Hiện tại mình đang đóng vai trò là chủ sở hữu. Bây giờ mình sẽ sao chép đường link. Và đóng vai trò là một người học sinh khác. Mình dùng một tài khoản khác để mình có thể truy cập vào cái cuộc họp này. Các bạn thấy không ạ? Khi mà nó hiển thị ra cái mục thoại thông báo và tự động nó chấp nhận vào cuộc họp luôn mà mình không có thao tác. Bây giờ mình sẽ test thử bằng một cái tài khoản khác. Rồi mình cũng nhấn vào phần yêu cầu tham gia. Khi này bạn cũng thấy là mình không hề nhấn vào nút chấp nhận nhưng mà nó đã tự động chấp nhận cho học sinh này vào lớp rồi. Như vậy bạn thấy tiện ích này rất là hữu ích trong những trường hợp như thế này đúng không ạ? Nó tự động chấp nhận link và mình giáo viên không phải mất thời gian trong việc là nhấn phần chấp nhận nữa. Hy vọng rằng video này mình chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Và nếu như bạn thấy hay, hãy đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của mình để mỗi khi mình ra một cái video mới, bạn sẽ nhận được video sớm nhất nhé. Xin chào tạm biệt.